Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người, nguyên là cán bộ lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh. Tai nghe Bluetooth AirPlus, chuẩn Bluetooth 5.0 mới nhất hiện nay, khoảng cách kết nối tối đa lên đến 15m, thiết kế sang trọng cao cấp, âm thanh được tích hợp công nghệ chống ồn, khử tạp âm, sử dụng liên tục lên đến 5 tiếng, đảm bảo giải trí cả ngày. Và đặc biệt giá đang cực sốc, chỉ 179k ship toàn quốc. Đặt hàng gọi ngay cho shop 0387458303. Hòa Thắng ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bốn đối tượng bị bắt tạm giam bao gồm Trần Đình Tuấn, 62 tuổi, nguyên giám đốc; Bùi Thị Như An, 46 tuổi, nguyên phó giám đốc; Nguyễn Trường Sơn, 38 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng; và Nguyễn Văn Tuất, 37 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng, đều thuộc Agribank Hòa Thắng. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các đối tượng trên đã thực hiện sai quy định của pháp luật liên quan đến số tiền cho vay hợp đồng tín dụng. Bước đầu đã xác định, khi ký kết hợp đồng cho khách hàng vay vốn, bốn đối tượng này đã có hành vi nâng khống giá trị tài sản, đảm bảo khi thẩm định để cho khách hàng vay với số tiền cao hơn so với giá trị thực tế. Hậu quả là không thu hồi nợ vay tài sản thế chấp, xử lý không đủ thu hồi nợ.